Tuổi thần tiên, một sân chơi thú vị dành cho các bạn lứa tuổi mầm non, nơi các bạn có thể học và chơi, chơi mà học, thể hiện sự ngộ nghĩnh, thông minh, linh hoạt qua các trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Chương trình Tuổi thần tiên số 10 sẽ có sự tham gia của các bạn đến từ trường mầm non Quang Trung 2 với nhiều trò chơi mới lạ, hấp dẫn. Các bạn và các em nhớ đón xem chương trình vào 11 giờ và 16 giờ Chủ nhật ngày 29 tháng 6 năm 2014 trên kênh NTV.